kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các ngành nghề lĩnh vực tỉnh Hưng Yên ưu tiên thu hút đầu tư vào trong các khu công nghiệp. Doanh nghiệp Nhật Bản khẳng định hiệu quả khi đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Đẩy mạnh liên kết bốn nhà: nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nước giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. Các doanh nghiệp lên kế hoạch thưởng Tết Giáp Thìn 2024 cho người lao động. Cuối chuyên mục là phóng sự Doanh nghiệp Hưng Yên một năm nhìn lại, xuất hiện nhiều điểm sáng từ chính trong khó khăn, đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất, chuẩn bị đón đà phục hồi của nền kinh tế trong thời gian tới. Sau đây là nội dung chi tiết của chuyên mục. Năm 2023, các doanh nghiệp gia công hàng may mặc gặp nhiều khó khăn do doanh thu sụt giảm, nhưng vẫn nỗ lực để đảm bảo mọi người lao động đều có thưởng Tết. So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của công ty cổ phần may Thống Nhất tại xã Phương Triều giảm 30%, đạt 1,1 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân là do đơn giá thấp, nhiều mã hàng không có lợi nhuận nhưng doanh nghiệp vẫn phải ký để đảm bảo đủ việc làm cho 300 công nhân. Chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024, công ty sẽ trích từ doanh thu và quỹ dự phòng với số tiền gần 3 tỷ đồng để thưởng Tết cho người lao động. Doanh nghiệp cũng cố gắng tối thiểu thì cũng phải lo cho người lao động được tháng lương thứ 13. Sau 20 năm đầu tư nhà máy sản xuất tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đến nay, công ty sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam VAP luôn là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và quan tâm tốt đến các chế độ chính sách cho người lao động. Đây là một trong số ít doanh nghiệp từ Nhật Bản nói riêng và doanh nghiệp nước ngoài nói chung đến Hưng Yên đầu tư sớm nhất, chuyên sản xuất lắp ráp linh kiện phụ tùng ô tô, xe gắn máy và phụ kiện kèm theo tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Qua quá trình hoạt động tại tỉnh Hưng Yên, công ty mở rộng về quy mô với gần 1.600 lao động, phần đông là lao động đến từ các địa phương trong tỉnh. Năm 2023, mặc dù nền kinh tế trong nước thế giới gặp khó khăn, tác động không tốt đến sản xuất thị trường tiêu thụ, nhưng với sự điều chỉnh, kế hoạch sản xuất linh hoạt, công ty vẫn đạt sản lượng 2,8 triệu bộ sản phẩm, đạt doanh thu 3.540 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 88 tỷ đồng. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô lao động, giảm thu nhập, thì công ty vẫn đảm bảo ổn định việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động. Thành công của doanh nghiệp khẳng định hiệu quả khi chọn Hưng Yên là điểm đến đầu tư. Tỉnh Hưng Yên đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đào tạo nguồn lao động tay nghề cao, phục vụ nhu cầu doanh nghiệp cũng như quy hoạch xây dựng thêm nhiều khu cụm công nghiệp mới để đón làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài, để biến những thời cơ trở thành hiện thực. Theo lãnh đạo nhiều doanh nghiệp nước ngoài, tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho hạ tầng giao thông và đào tạo nguồn lao động tay nghề cao. Theo tôi, các yếu tố cần xem xét là con người và môi trường, giáo dục và đào tạo, bởi năng lực tư duy logic và hành động sẽ ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhân viên của chúng tôi là những người nghiêm túc trong công việc, luôn nỗ lực hết mình trong lao động, hay là cơ sở hạ tầng đường xá tham gia giao thông văn minh, vì tôi không tự tin để tự mình lái xe mà phải nhờ lái xe. Giáo dục con người và hoàn thiện hạ tầng cần có thời gian, nhưng là cần thiết cho sự phát triển lâu dài của tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để hình thành các chuỗi sản xuất khép kín, nâng cao hiệu quả hợp tác bốn nhà là nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nước. Thời gian qua, công ty cổ phần công nghệ cao Trafaco đã đẩy mạnh hợp tác xây dựng vùng trồng cây dược liệu đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới để sản xuất các loại thuốc, nhằm mục tiêu hướng đến là doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất sản phẩm xanh, chăm sóc sức khỏe con người. Đây là cánh đồng trồng cúc hoa vàng làm dược liệu mà công ty đã triển khai theo chương trình liên kết 4 nhà. Khu trồng tập trung có diện tích 2,2 ha với 13 hộ dân thôn Đông Trại, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm tham gia. Cúc hoa vàng là cây trồng truyền thống tại địa phương, nhân dân đã có kinh nghiệm trồng, cộng với công ty hỗ trợ giống, quy trình chăm sóc, bao tiêu sản phẩm, nên việc triển khai gặp nhiều thuận lợi. Người dân rất phấn khởi khi tham gia chương trình, đặc biệt là về hiệu quả kinh tế. Chúng tôi rất phấn khởi, mà một làng xóm chúng tôi rất vui, nhộn nhịp. Bà con rất là phấn khởi, một là cái đem lại cái năng suất, hiệu quả kinh tế rất là cao. Để so sánh giữa trồng lúa và trồng cây dược liệu và cụ thể là cây cúc chi, thì đem lại hiệu quả kinh tế gấp khoảng 9 đến 10 lần. Để người dân đỡ thiệt thòi khi tham gia liên kết, cam kết về giá thu mua của doanh nghiệp ngay từ ban đầu triển khai là điều rất quan trọng. Hiện giá hoa cúc tươi trên thị trường là 40.000 đồng một kg, song với giá cam kết ban đầu là 50.000 đồng một kg, toàn bộ hoa thu hoạch của bà con đều được công ty thu mua với giá cam kết ban đầu.
Chúng tôi cũng đã có cái sự kiểm tra và đánh giá chất lượng của hoa cúc chi thì rất là phù hợp với cái tiêu chuẩn mà công ty chúng tôi xây dựng cho một số sản phẩm mà chúng tôi đang triển khai sản xuất cũng như là bán hàng trên thị trường. Thời gian qua, xung đột và cạnh tranh thương mại toàn cầu dẫn đến nhiều lĩnh vực sản xuất bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Thực tế này đặt ra chiến lược phát triển mới cho doanh nghiệp, đó là tăng cường liên kết xây dựng vùng trồng nguyên liệu để chủ động và tạo nguồn nguyên liệu chất lượng cao phục vụ sản xuất. Thời gian tới, mô hình liên kết 4 nhà sẽ được Trafaco mở rộng ra nhiều địa phương và với nhiều cây dược liệu khác nhau để duy trì là doanh nghiệp dẫn đầu về sản xuất thuốc từ dược liệu. Chiến lược phát triển lâu dài của chúng tôi sẽ phát triển bền vững hơn và mở rộng hơn nữa trên các dược liệu khác nhau, có những cái sản phẩm tốt hơn để cung cấp ra thị trường với những sản như cúc hoa, hoặc là chúng tôi có thể triển khai làm một số dược liệu khác như ích mẫu hoặc là tía tô, ngải cứu để đáp ứng cái nhu cầu sản xuất thuốc thành phẩm. Tại nhiều địa phương của tỉnh Hưng Yên, dược liệu là cây trồng truyền thống của người dân, nên thuận lợi triển khai chương trình liên kết 4 nhà cho doanh nghiệp xây dựng vùng trồng nguyên liệu tập trung. Mặt khác, xu thế sản xuất bền vững, hình thành chuỗi giá trị xanh đang được nhiều doanh nghiệp triển khai cũng sẽ là một lợi thế không nhỏ để nâng cao giá trị kinh tế cho người nông dân. Qua số điện thoại 0363 089 089 và hòm thư điện tử tại địa chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Chương trình nhận được nhiều câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến chính sách thu hút đầu tư, thủ tục hải quan. Doanh nghiệp có câu hỏi như sau: các ngành nghề, lĩnh vực tỉnh Hưng Yên đang ưu tiên thu hút vào trong các khu công nghiệp. Sau đây, mời quý doanh nghiệp và quý vị các bạn cùng nghe nội dung trả lời của đại diện đến từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Đối với địa bàn tỉnh Hưng Yên thì trong thời gian qua thì việc thu hút đầu tư vào trong khu công nghiệp thì thực hiện theo đúng cái quy hoạch tính chất ngành nghề đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt, cũng như là định hướng thu hút đầu tư của tỉnh tại cái kết luận số 232 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Thì trong đó có trọng tâm là ưu tiên thu hút đầu tư một số nhóm ngành nghề lĩnh vực chủ đạo như là cái cơ khí chế tạo, thu hút các dự án sản xuất lắp ráp ô tô xe máy, rồi thiết bị hàng không, rồi linh phụ kiện thiết bị máy bay, cũng như là các cái thiết bị năng lượng tái tạo, tập trung là thu hút những cái ngành nghề là sản xuất linh kiện thiết bị điện điện tử, rồi sản xuất chip, sản xuất chất bán dẫn, kiên quyết là không tiếp nhận những dự án đầu tư có công nghệ lạc hậu và có tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường. Quý doanh nghiệp cá nhân có những câu hỏi liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần cơ quan chức năng liên quan trả lời, giải đáp, hay có những nội dung cần quảng bá trên đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên, xin vui lòng liên hệ hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại hotline của chương trình 0363 089 089, chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp, phòng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 qua đi với nhiều khó khăn, thách thức doanh nghiệp phải đối mặt, nhưng cũng trong chính khó khăn, chúng ta lại thấy được nỗ lực vượt khó vươn lên của từng doanh nghiệp cũng như cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên và cả nước. Với không ít doanh nghiệp, khó khăn lại chính là thời cơ để quản trị lại và thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất hiệu quả hơn. Nói cách khác, đây là bước tự chuẩn bị lâu dài của mỗi doanh nghiệp khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới, sức cạnh tranh cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất hàng tiêu dùng như nồi cơm điện, máy lọc nước, bếp từ, máy xay sinh tố, ấm siêu tốc, thị trường tiêu thụ chủ yếu trong nước. Nhưng nhiều quý trong năm 2023, sản xuất giảm hơn một nửa, khó khăn gặp phải là rất nhiều. Nhưng theo lãnh đạo doanh nghiệp, cái mà doanh nghiệp đạt được trong năm chính là đã đầu tư xây dựng nhà máy thông minh, áp dụng tự động hóa toàn bộ quy trình sản xuất. Bởi không có khó khăn, điều này chưa chắc đã diễn ra, vì sau chuyển đổi, năng suất và hiệu quả sản xuất tăng lên rõ rệt. Tham gia cái dự án nhà máy thông minh và có hiệu quả và để kết thúc vào tháng 8 năm 2023. Và từ cái đó là công ty sẽ đi theo cái hướng đó và sẽ mong muốn là sẽ phát triển lâu dài và bền vững hơn, và để đem cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm đưa lên hàng đầu. Chỉ tính riêng năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã có trên 1.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, mức tăng cao trong nhiều năm trở lại đây, đưa tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập toàn tỉnh lên con số gần 16.500 doanh nghiệp. 70% số doanh nghiệp đăng ký đã có hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả này thể hiện sự cố gắng lớn của cộng đồng doanh nghiệp.
Tình hình kinh tế toàn cầu đang có nhiều khó khăn, các khách hàng của chúng tôi đang nỗ lực tăng hiệu quả sản xuất để duy trì sự cân bằng, bền vững, ngay cả trong tình hình khó khăn như hiện nay. Ngoài ra, vấn đề tiêu hụt năng lượng cũng là một vấn đề đáng lưu ý trong năm 2023. Cùng với sự hỗ trợ từ chính phủ, chúng tôi sẽ luôn cố gắng để đảm bảo vận hành tốt khu công nghiệp. Trong bức tranh khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và toàn cầu năm 2023, bức tranh kinh tế tỉnh Hưng Yên nổi lên nhiều điểm sáng rất tích cực như tăng trưởng kinh tế cao thứ 7 toàn quốc đạt 10,05%, thu ngân sách đạt 33.100 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư tăng cao nhất từ trước đến nay, đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được những thành tích trên là sự nỗ lực cố gắng lớn từ cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Quý doanh nghiệp cá nhân có những thông tin cần phản ánh quảng bá trong các chương trình truyền hình hay trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, vui lòng liên hệ gửi tin nhắn theo số điện thoại 0363089089 hoặc địa chỉ email đồnghanhcungdoanhnghiephungyen@gmail.com. Phòng phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở chuyên mục sau.